Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Hôm nay thì cửa hàng Xuân Đình về rất là nhiều hàng, nhưng khui ra được một cái cặp loa nó chất lượng quá thì lại giới thiệu đến các bác. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình. Cặp loa ngày hôm nay thì nó rất là đặc biệt. Đây là dòng loa thì nó là dòng loa của hãng Sony sản xuất. Nhưng cặp này thì nó là dòng loa là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và bê cái cặp loa này thì nó nặng quá, thì Xuân Đình cũng cứ nghĩ là bên trong nó có vàng bạc châu báu gì, nhưng mà thấy tháo ra thì các bác thấy cái củ loa nó có uy tín. Củ loa này quá uy tín luôn. Đấy. Bát 20, nhưng mà riêng đường kính cái củ loa hay là gọi là củ từ này thì nó khoảng tầm 18 đây. Đấy, một cái găng tay của Xuân Đình đưa cho các bác xem. Đấy. Thì đây là một trong những dòng loa rất là chất lượng, model thì khá là hiếm trên thị trường. Duy nhất chỉ có một cặp tại cửa hàng của Xuân Đình. Thì Xuân Đình khui ra cũng như để các bác tham quan, tham khảo về những cái cặp loa chất lượng mà giá tiền thì lại rất là mềm mại tại cửa hàng Xuân Đình. Cặp loa này thì là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Cấu hình của loa là bát 20, rất lợi về lời. Gân của dòng này là gân mút, màng của dòng này là màng giấy. Mà cái màng giấy này thì nó rất giống so với dòng loa bốt. Đấy. Thế nó mới đặc biệt, nó là như vậy. Đây thì một tép còi, hai lỗ thông hơi. Loa này thì có kích thước chiều cao đạt 44, chiều ngang 28 và chiều sâu là 22. Căng của nó là căng khung nhựa lưới sắt. Thì cái căng này thì nó là bền vĩnh cửu rồi. Ngoài trừ các bác có vứt đi thì nó sẽ mất, còn không thì không bao giờ hỏng được. Nó có bẩn thì các bác giặt, hoặc là nó có bị bong sơn thì các bác sơn đen thì nó lại đẹp. Căng Sony. Thương hiệu này thì họ cũng không sản xuất những cái dòng loa để chuyên nghe nhạc và hát karaoke. Nhưng mà riêng cái cặp loa này thì đây là hàng sưu tầm của Xuân Đình. Các bác thấy rõ là loa còn nguyên bụi bẩn. Thì hàng về rất là nhiều thì Xuân Đình cứ khui ra. Thì có cái gì nó lạ lạ hay hay thì lại giới thiệu ngay đến các bác. Đấy. Đây là củ loa. Củ loa nó quá đẳng cấp. 500 kép 2 tầng củ bọc chống từ. Và củ loa thì nó to, gọi là gần bằng mặt. Bát 20, nhưng đường kính của củ từ này thì nó khoảng tầm đến 17-18. Đấy. Bác nào muốn chơi cặp loa chất lượng như thế này thì cứ alo cho Xuân Đình. Đây là cái màng giấy. Màng này rất giống so với màng loa bốt. Gân mút, màng giấy, bát 20. Đấy, tép còi. Đấy. Bên trong thì các bác nhìn cái dây loa này, các bác thấy nó là đẳng cấp rồi. Dây loa đây, nó đồng nguyên chất này. Đấy, dây Campile Audio Technica, đấy. Phần tần, hai lỗ thông hơi, tép còi. Đấy. Nhìn bên trong nó rất là khủng. Để dây loa. Đấy. Cái model của dòng này thì Xuân Đình sẽ quay ở phía đằng sau các bác cùng xem luôn. Model của dòng này là Sony MUS771. Đấy. Model của nó là Sony MUS771 Made in Japan. Cặp loa này có trở khá là 8 ohm. Nếu như các bác nghe nhạc và hát karaoke thì cặp này nó rất lợi về lời. Tép còi rất là sáng. Bát 20 thì trung âm rất là tốt. Và đặc biệt là cái củ từ của nó gấu như này thì các bác cũng biết được là loa nó có chất hay không rồi. Đấy. Quá đẳng cấp cho một cái cặp loa. Riêng một chiếc bát này không thì nó nặng khoảng 5-6 cân rồi. Chứ không phải là nhẹ đâu. Vì củ nó to này. 500 kép 2 tầng củ bọc chống từ. Côn nhện to vật vã. Những cái này thì Xuân Đình cũng không phải là chuyên bán về loa full hay là không để ý gì côn từ bao nhiêu đâu. Chỉ biết là côn nó to như này thôi. Còn côn từ bao nhiêu thì mình cũng chẳng biết đo kiểu gì. Đấy. Bác nào mà sành chơi thì các bác nhìn là biết được chất lượng của loa rồi. Cặp này thì Xuân Đình bán giao lưu với các bác mức giá chỉ có 5,5 triệu. Cặp loa Sony S771. Một trong những dòng loa siêu hiếm tại thị trường Việt Nam. Và cửa hàng Xuân Đình thì đang duy nhất sở hữu một cặp. Một cái cấu hình loa quá khủng, nghe nhạc và hát karaoke tuyệt vời. Căng cước lưới sắt đẹp, không hề có bị rách vỡ gì cả. Còn tất nhiên cái lưới thì nó vẫn có xây sức nhẹ tí ti rồi. Nhưng cái loa thì rất là chất. Loa này thì không có nhiều tại thị trường Việt Nam. Và đây thì Xuân Đình về duy nhất chỉ có một cặp. Thì khui lên để giới thiệu đến các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình. Cặp loa rất là chất lượng, giá tiền thì rẻ. Rẻ hơn những dòng bốt rất là nhiều. Chất âm thì vượt xa tầm tiền. Và thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình theo số điện thoại trên bài là 0395727582, hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.